pháo phản lực Fruit của Belarus kết hợp cực đỉnh với BM-21 Việt Nam. Với việc sử dụng cỡ nòng và cung cấp tầm bắn khác nhau, các tổ hợp BM-14 cũng như BM-21 có thể kết hợp sử dụng phối hợp với Fruit, cung cấp hỏa lực tầng tầng lớp lớp, phù hợp với từng loại mục tiêu và từng điều kiện tác chiến cụ thể khác nhau. Đầu năm 2020, Belarus đã mang tổ hợp pháo phản lực phóng loạt đa nòng của mình ra trình làng ở một cuộc triển lãm. Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt này của Belarus có tên Flut. Tổ hợp này có tới 80 ống phóng, mỗi ống phóng có cỡ nòng 80mm và đây cũng là lần đầu tiên Flut được mang ra trưng bày công khai. Toàn bộ cơ cấu phóng được đặt trên khung gầm của xe tải bọc thép Asilock 4x4 cho phép khả năng vượt địa hình tốt. Hỏa sáng gầm xe cũng giúp Asilock vượt qua nhiều vật cản khi hành quân dã chiến. Đặc biệt, Flut tương thích với các loại đạn pháo phản lực 80mm đời cũ từng được Liên Xô sản xuất trong quá khứ. Đây là một điểm mạnh của tổ hợp này khi nó tận dụng được đạn tồn kho số lượng lớn ở Nga và Belarus hiện nay. Theo các thông tin được Belarus đăng tải, tổ hợp Flut sẽ được trang bị hệ thống bắn tự động kèm theo hệ thống dẫn đường vệ tinh. Hai hệ thống này khi kết hợp sẽ cho phép phóng đạn phản lực với độ chính xác cao dù bản thân đạn phản lực của Flut là loại không dẫn đường. Quân đội Việt Nam hiện đang sử dụng hai tổ hợp pháo phản lực phóng loạt trong biên chế, đó là pháo phản lực BM-14 và pháo phản lực BM-21. Cả hai tổ hợp pháo phản lực này đều có tuổi đời khá cao và dù được chúng ta nỗ lực nâng cấp liên tục nhưng cũng khó có thể kéo dài niên hạn sử dụng hoặc hiệu quả trong chiến đấu thêm một thời gian dài nữa. Mặc dù vậy, các tổ hợp BM-14 và BM-21 của Việt Nam đều có cỡ nòng lớn hơn nhiều so với tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Flut mà Belarus vừa mới giới thiệu. Cụ thể, pháo phản lực BM-21 của quân đội Việt Nam có cỡ nòng 122mm, trong khi đó phiên bản BM-14 thậm chí còn có cỡ nòng lớn hơn lên tới 140mm. Với việc sử dụng cỡ nòng và cung cấp tầm bắn khác nhau, các tổ hợp BM-14 cũng như BM-21 có thể sử dụng phối hợp Flut, cung cấp hỏa lực tầng tầng lớp lớp, phù hợp với từng loại mục tiêu và từng điều kiện tác chiến cụ thể khác nhau. Một tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-21 cỡ nòng 122mm của quân đội Việt Nam khai hỏa trong khi tập trận. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.